Xin chào các bạn. Thì ngày 23 tháng 2 năm 2020 thì mình có chia sẻ với các bạn về cái thông báo của Tổng cục Thuế để nộp lại cái tờ khai lệ phí môn bài theo cái thông tư 80. Đây chính là cái thông báo của cơ quan thuế. Thì khi mà các bạn sang trang thuế điện tử này, các bạn sẽ thấy được cái thông báo là chính là Tổng cục Thuế hướng dẫn người nộp thuế nộp lại cái tờ khai lệ phí môn bài theo cái trong trường hợp mà hồ sơ trạng thái là 05A này, các bạn mở vào đây chính là cái lỗi mà cái thông báo của con thuế. Tuy nhiên là khi mà các bạn nộp lại, ở đây có bạn nộp lại và các bạn comment này, như bạn Quỳnh Giao Nê này, có comment là nộp lại hồ sơ nhưng vẫn thông báo về lỗi như vậy. Thế thì có thể là bạn cái lỗi của bạn là mắc khác chẳng hạn. Còn ở trên trang thuế điện tử là Tổng cục Thuế đang nâng cấp cái ứng dụng e-tax phiên bản 2.0.3, thì các bạn nếu mà vào chỗ xem tiếp này để nhìn thấy cái thông báo này. Nên Tổng cục Thuế nó thông báo nâng cấp ứng dụng e-tax 2.0.3, cụ thể là sửa lỗi tờ khai 01 lệ phí môn bài. Đây là Tổng cục Thuế đang nâng cấp để sửa lỗi đối với trường hợp người nộp thuế thuộc là chi cục thuế của quản lý, và Tổng cũng bổ sung yêu cầu cảnh báo tỉnh, huyện phải thuộc cơ quan thuế nộp tờ khai lệ phí môn bài, sửa lỗi tờ khai 02 giá trị gia tăng đối với trường hợp người nộp thuế thuộc đối với hiển thị số lần tại màn hình ký nộp thành công hoặc màn hình tra cứu tiêu chí 30 mà lớn hơn 0, và nếu nhập kiểm tra ràng buộc chỉ tiêu 30 thì lớn hơn bằng 300 triệu, sai cảnh báo đỏ, sửa lỗi tờ khai 03 này. Để chi tiết thì các bạn có thể vào đây các bạn xem cái này, nâng cấp ứng dụng 2.0.3 này thì là cơ quan thuế sẽ nâng cấp cái hệ thống e-tax này, người dùng thì biết để thực hiện và bổ sung cái điều kiện này, check upload từ HTKK đối với tờ khai theo thông tư 80 thì phải này, từ phiên bản 4.7.0 trở lên. Đó. Tuy nhiên là mình nộp thì mình cũng đã nộp và được cơ quan thuế chấp nhận, thì đến ngày 21 tháng 2 năm 2022 thì mình cũng đã nộp cái tờ khai lệ phí môn bài này rồi. Đây chính là cái tờ khai lệ phí môn bài là mình nộp lần hai, và đây cái trạng thái là cơ quan thuế đã chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử. Thế còn trường hợp của các bạn mà nộp mà cơ quan thuế không chấp nhận, có thể là rơi đúng vào cái thời điểm mà cơ quan thuế đang nâng cấp cái phiên bản là e-tax 2.0.3. Thì để chắc chắn thì các bạn là có thể liên hệ với lại cán bộ thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.